Bạn đã bao giờ nhìn thấy có ai có sở thích như kiểu là uống nước tiểu của chính mình này, hay là bắt chước tiếng bò kêu, hoặc là ôm con lợn đi ngủ chưa nhỉ? Có thể bạn không tin nhá, nhưng thật sự đây là cái điều hoàn toàn có thật đấy, và có những cái người sở thích nó dị như thế các bạn ạ. Và bên cạnh đó thì cũng còn rất nhiều những người có sở thích quái dị khác nữa, mà chắc chắn sau khi nghe xong sẽ khiến cho bạn phải ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa luôn. Vậy thì đấy là những sở thích gì nhỉ? Và nó điên rồ ra sao? Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng chúng mình đi khám phá nhé. Let's go! 10 sở thích điên rồ nhất của con người. Ôm rắn cưng đi ngủ. Nếu bạn thấy cái sở thích nuôi rắn làm thú cưng đã dị lắm rồi thì có khi bạn sẽ hoảng hồn khi biết đến cái người đàn ông này đây này. Anh ta không những nuôi rắn làm thú cưng mà còn ngủ cùng rắn luôn. Vâng, mình đang nhắc đến chính là người đàn ông họ Lưu, sống tại tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc. Anh ta rất là thích rắn hổ mang nên đã quyết định tìm mua một con về nhà để nuôi. Tuy nhiên không hiểu vì mê rắn quá mức hay là vì sở thích quá kỳ quái, mà anh Lưu mỗi tối đều mang con rắn cưng của mình lên giường ngủ cùng. Mọi việc diễn ra khá là êm xuôi cho đến một tuần sau đấy. Như thường lệ thì anh Lưu mang con rắn lên giường ngủ, nhưng lần này rắn cưng bỗng nhiên nổi điên, lao đến cắn cho một phát vào chân anh. Một lúc sau thấy cơ thể có dấu hiệu không ổn, anh nhanh chóng đến bệnh viện và cấp cứu và đã được bác sĩ nhận định anh đã dính nọc độc của rắn. Rất may sau khi điều trị, anh ta không bị nguy hiểm đến tính mạng. Anh cho biết là sau cái vụ chết đi sống lại này, anh cũng cạch đến già, không bao giờ dám nuôi rắn nữa. Đây các cụ đã dạy rồi cơ mà, chơi dao lắm thì có ngày đứt tay. Thế nên đừng bạn nào dại mà học theo cái sở thích điên rồ này đấy nhá. Và tiếp theo cũng là một sở thích dị hợm không kém rồi đấy. Sở thích ngủ cùng lợn. Vẫn là một cô gái đến từ đất nước láng giềng Trung Quốc, Yu Châu 27 tuổi, có một sở thích vô cùng kỳ lạ và quái đản, đấy là ngủ cùng với chú lợn cưng của mình. Giống như các vật nuôi khác ở trong nhà, thì hàng ngày cô chăm sóc cho chú lợn của mình rất chi là chu đáo, từ cái việc ăn ở cho đến sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt cô cũng cho biết rằng cô thường xuyên tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ cho lợn cưng trước khi lên giường đi ngủ cùng với mình. Cứ tưởng sở thích của Yu Châu đã là độc nhất vô nhị rồi. Thế nhưng các bạn có biết không, cô Florence Cooper, một người phụ nữ tại Anh cũng có sở thích tương tự như thế. Cô sống với 40 con heo bên trong căn nhà tại Vermont. Hàng ngày thì những khi rảnh rỗi, cô lại chơi đùa với 40 chú heo. Cô cho chúng ăn và thậm chí ngay cả lúc ngủ thì cũng không rời chúng luôn. Không biết là những con lợn này đầu thai kiểu gì mà sướng thế các bạn nhỉ? Nhiều khi nghĩ cũng hơi ganh tị chứ. Nhưng mỗi tội là khi nhìn thấy cái miếng thịt heo quay thơm phức nhưng nách nên là mình lại thôi. Thế còn các bạn thấy sao về cái sở thích quái đản này nhỉ? Hãy comment ngay suy nghĩ của bạn xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ sẽ là một sở thích chắc chắn bạn chưa bao giờ nghĩ đến đâu. Nghiện lên TV. Cũng giống như ông Trump, ông Paul Jarrow, 42 tuổi người Anh, cũng có một sở thích trái giống với ai, đó là xuất hiện trên truyền hình. Các bạn có biết không, chỉ trong vòng hơn một năm thôi thì người đàn ông này đã từng xuất hiện trong hàng trăm chương trình của các kênh truyền hình khác nhau, ví dụ như là BBC, ITV, Channel 4 và Sky News, theo một cách vô cùng đặc biệt mà mình cá là bạn chưa bao giờ nghĩ đến đâu. Vâng, cái cách ông ta sử dụng đó chính là hàng ngày thì ông này thường mặc một chiếc áo len sáng màu, lởn vởn sau các phát thanh viên cốt để được xuất hiện trên truyền hình. Suốt một thời gian dài dòng dã thực hiện cái việc làm này, cuối cùng ông cũng thành công khi bắt đầu được mọi người chú ý và đặt câu hỏi. Cái người đàn ông bí ẩn này là ai nhở? Tại sao ông ta lại luôn xuất hiện ở nhiều kênh truyền hình như vậy? Và khi được hỏi về lý do cố tình xuất hiện trên các chương trình truyền hình thì ông này nói rằng: "Tôi biết mình chỉ là một người bình thường, nhưng đã có quá nhiều người đẹp trên TV mà tôi muốn thay đổi điều đó một chút." Ui dồi, công nhận ông chú này cũng gọi là kiên trì thật các bạn nhở. Nào ở đây có bạn nào đam mê với cái thứ gì đó như thế này không nhở? Hãy comment chia sẻ cho chúng mình biết với nhá. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một sở thích quái dị tiếp theo nhá. Người đàn ông thích mặc váy ra đường. Tớ biết là các bạn đang nghĩ gì, trên đời này thì thiếu đếch gì đàn ông mặc váy. Nhưng không, mấu chốt của vấn đề là cái lý do thích mặc váy của anh ta cơ. Tất cả là khi nghe về cái lý do ấy bạn sẽ phải bật ngửa luôn đấy. Vladimir là một người đàn ông bình thường, anh ta chả phải gay hay lại cũng chả phải là người muốn thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Mục đích chính khi anh mặc váy chính là muốn ủng hộ cho cánh mày râu được quyền mặc bất kỳ cái bộ đồ gì họ ưa thích. Anh nghĩ rằng kiểu phụ nữ được phép mặc quần này, vậy tại sao đàn ông lại không được mặc váy? Thế nên nhá, dù bị bạn bè, người thân xa lánh và thậm chí còn lăng mạ đánh đập Vladimir thì anh vẫn chả dừng lại và tiếp tục đấu tranh để được mặc bất cứ thứ đồ gì anh thích. Người đàn ông này đã hy vọng một ngày nào đấy anh có thể tung tăng diện váy mà không bị phân biệt đối xử như hiện nay. Và cho đến bây giờ trong tủ quần áo của anh có đến hơn 30 bộ y phục là nữ. Ui dồi, sao lại nhiều thế nhở, còn nhiều hơn cả cái tủ quần áo của mình. Nghiện đi đám tang. Đúng là trên đời có rất nhiều cái sở thích quái dị khác nhau, nhưng hai mươi mấy năm cuộc đời có lẽ tôi thấy cái sở thích này là kỳ quặc và quái dị nhất luôn các bạn ạ. Cái sở thích độc nhất vô nhị này là của ông Luis Guarici, 42 tuổi người Brazil. Trong suốt 20 năm cuộc đời của mình, ông đã không từ bỏ bất kỳ một lễ tang nào.
ông tham dự mọi đám tang ở thành phố nơi ông sinh sống, thậm chí là còn có thể từ bỏ việc để nuôi dưỡng cái thói quen này. Theo ông này chia sẻ thì cái thứ đầu tiên làm tôi mỗi buổi sáng là mở radio để nghe xem là có ai qua đời hay không. Nếu không có thì tôi sẽ gọi cho các bệnh viện. Khiếp thôi, chả hiểu sao lại có người có cái sở thích kỳ quặc thế này các bạn nhỉ. Đùa chứ nghe thấy kiểu tiếng kèn đám ma thôi, mình đã dùng hết cả mình rồi. Thế còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về cái sở thích điên rồ này? Hãy comment suy nghĩ của bạn xuống phía bên dưới nhé. Còn tiếp theo sẽ là một sở thích bá đạo trên từng hạt gạo luôn đấy. Nghiện ăn giấy vệ sinh. Nếu bạn nghĩ là giấy vệ sinh kiểu để chùi ấy thôi thì chắc chắn bạn chưa biết đến cái người phụ nữ này rồi. Jace Leverture, một người phụ nữ có sở thích kỳ lạ đó là ăn giấy vệ sinh. Theo cô này thì chia sẻ rằng cô có sở thích ăn giấy vệ sinh từ khi mang thai và cô không thể từ bỏ cái thói quen kỳ lạ này ngay cả khi con của cô đã được 15 tháng tuổi. Mặc dù cô biết cái chuyện này là khá là ngớ ngẩn, thế nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại có sở thích như này. Hiện nay thì mỗi ngày cô Jay đều ăn hết cả một cuộn giấy vệ sinh, thế nên cô luôn phải tìm cách tránh xa nhà tắm để kìm hãm cơn thèm ăn của mình. Ai kể thì cũng tội nghiệp cô gái này thật các bạn nhở. Mặc dù không muốn đâu nhưng cái bản năng lại khiến cô thèm ăn cái thứ đồ vặt cha giống ai này. Thường thì người ta đói người ta vào bếp ăn, bây giờ cô này đói là chui vào nhà vệ sinh lúc là no. Vậy thì chúng ta hãy cùng để lại cái chữ cố lên để cổ vũ cho cô gái ấy mạnh mẽ và cay được cái món đồ ăn này nhá. Uống nước tiểu của chính mình. Nước tiểu thường bị coi là cái thứ chất thải không sạch sẽ của con người. Thế nhưng đối với một người phụ nữ ở Mỹ có tên là Carrie thì lại khác nha. Nước tiểu là thức uống yêu thích của bà. Trong suốt cuộc đời của mình, Carrie đã tiêu thụ hơn 3,4 ngàn lít nước tiểu của chính mình. Eo ơi ghê vãi. Được biết thì Carrie mắc bệnh ung thư. Bà cho biết rằng cái việc uống nước tiểu có thể sẽ cải thiện được sức khỏe. Thế nên trong suốt 4 năm, mỗi ngày bà đều uống đến 2,4 lít nước tiểu thay cho những loại nước khác. Không những vậy, bà còn dùng loại nước này để tắm cơ và thậm chí đánh răng hay là rửa mặt luôn. Thật là kinh dị đúng không nhở? Tuy nhiên cái điều đáng nói nhất ở đây đó là hiện nay chưa có bất kỳ một cơ sở khoa học nào chứng minh về cái cách chữa bệnh này cả. Thế nên dù có thế nào đi chăng nữa thì các bạn tuyệt đối không tự ý chữa bệnh mà hãy đi thăm khám cẩn thận và chữa theo liệu trình của bác sĩ nhé. Như vậy sẽ an toàn và hiệu quả hơn nhiều. Sở thích bắt chước tiếng bò kêu. Để mà nói về cái khả năng bắt chước tiếng bò giống thì cái cậu bé Austin Sharp 10 tuổi tại Mỹ chính là một chuyên gia luôn các bạn nhé. Cậu có sở thích bắt chước tiếng bò kêu ngay từ khi còn nhỏ và đó đã trở thành một biệt tài riêng của cậu. Trong một cuộc thi bắt chước tiếng bò kêu hàng năm ở hội chợ bang Wisconsin của Austin đã bắt chước giống đến nỗi đánh bại hơn 80 người tham dự khác và giành chiến thắng luôn đấy. Austin thường xuyên bắt chước tiếng bò khi còn học ở trường mẫu giáo. Sau đấy thì gia đình cậu đọc được thông tin về cuộc thi bắt chước tiếng bò giống và quyết định đăng ký cho cậu đi tham gia. Austin đã rất sung sướng và tích cực luyện tập kỹ năng này trong suốt thời gian nghỉ hè của mình. Quả là kiểu trời không phụ lòng người ấy. Sau khi rèn luyện thì cậu đã chiến thắng thuyết phục trong cái cuộc thi bắt chước tiếng bò giống cho những người tham gia trên 5 tuổi. Phần thưởng dành cho chiến thắng của anh chính là $1,000, một chiếc áo hình chú bò và một chiếc chuông đeo cổ bằng vàng. Gửi thú cưng du lịch hộ. Muốn đi du lịch nhưng không có tiền thì phải làm sao nhở? Cho thú cưng đi du lịch hộ chứ còn làm sao nữa? Quả thật đây là một sở thích kỳ lạ đúng không nhở? Ấy thế mà lại có cái dịch vụ này thật các bạn nhé. Một trang web có tên là Tony Voyagers có thể giúp bạn gửi những món đồ yêu thích của mình, kiểu như là thú nhồi bông này hoặc búp bê tham gia những cái chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Đầu tiên bạn sẽ phải chọn một ngôi nhà tạm thời cho đồ chơi của bạn. Sau đấy thì chọn địa điểm bạn mong muốn đến trên toàn cầu và trang website này sẽ làm cái phần việc còn lại. Bạn sẽ viết nhật ký hành trình cho những món đồ chơi của bạn này, cũng như là nhận những bức hình chụp chúng từ những người giữ hộ. Khi mà bạn muốn nhận lại nó thì bạn sẽ liên hệ với người giữ hộ và yêu cầu họ gửi trả cái món đồ chơi cho chính bạn đấy. Hello hello! Và sau đây sẽ là chuyên mục Bạn hỏi khám phá đó đây trả lời. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời comment ở trong video. 10 thứ kỳ lạ nhất thế giới được con người đưa vào trong bảo tàng. Bình luận của bạn Tân Hà đúng không? Con nhìn ảnh bìa con sợ quá cô ơi! Nhìn chung là cái bảo tàng toàn những cái dị thôi, không mình không hiểu tại sao những cái thứ đấy nó lại được đưa vào bảo tàng luôn đấy, đúng là khó hiểu thực sự. Bình luận của bạn Cường Dương Hoàng, kinh quá chị ơi, kinh lắm em ạ, chị không hiểu tại sao kiểu mấy con vi trùng này hay là những cái thứ nó chẳng đáng gì để cho vào bảo tàng ấy, cuối cùng người ta lại cho vào trong đấy đúng không? Bình luận của bạn Thiện Bảo Gaming, chị ơi nút bạc về chưa ạ? Cái này thì đã yêu cầu rồi nhưng mà nút bạc đang trên đường về em nhá. Nếu mà khi nào mà nó về ấy, thì mình sẽ gọi là làm một video đập hộp ấy. Bình luận của bạn Vũ Ngọc Anh, em lạnh gáy quá chị ơi. Nói chung thì mấy cái bảo tàng trong đây toàn mấy cái dị dị ơi được cho vào nên là cũng khá là sợ. Nếu mà đi một mình thì cũng chưa chắc đã dám vào đây ấy. Bình luận của bạn Nguyễn Quyết, con bò đẹp quá S ơi. Mình nghĩ bạn này thật là có mắt nhìn luôn đấy. Đến cái vẻ đẹp tiềm ẩn của con bò mà bạn còn nhận ra thì mình nghĩ là bạn có một cái năng khiếu rất là kỳ lạ và đặc biệt về vẻ đẹp của động vật ấy.
Bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về 10 sở thích điên rồ của con người ấy. Thì nếu là bạn thì bạn có thảm cảm thấy là mình có thể yêu thích hoặc là có thể bắt đầu một cái sở thích kỳ lạ nào ở trong những 10 sở thích này không nhỉ? Hãy bình luận ngay xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.